Công ty cổ phần phần mềm Cường Thịnh xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn nâng cấp Windows XP từ server Bắc 2 lên server Bắc 3. Vì phần mềm dự toán City không hỗ trợ trên hệ điều hành server Bắc 2. Và tôi cũng khuyến cáo các bạn là chúng ta nên sử dụng một hệ điều hành mới cho máy của mình, vì từ ngày 8 tháng 4 2014, Microsoft đã không còn hỗ trợ Windows XP nữa. Để nâng cấp Windows thì chúng ta cần một bộ cài đặt nâng cấp. Thì chúng tôi cũng đã cung cấp cái link download gói nâng cấp trong cái phần giới thiệu video, các bạn có thể tải về và sử dụng. Kiểm tra hệ điều hành, đầu tiên ta nhấn chuột phải vào My Computer chọn Property. Nó sẽ hiện lên một khung cửa sổ cho ta biết đây là Windows XP Server Bắc 2. Sau đó chúng ta chạy thử phần mềm dự toán City, nó sẽ báo lỗi như thế này. Bây giờ chúng ta bắt đầu nâng cấp Windows để có thể sử dụng được phần mềm. Thì chúng ta cần chạy cái gói XP3 vừa tải về để bắt đầu quá trình nâng cấp. Đây là quá trình giải nén file. Bây giờ chương trình sẽ hiện lên cái cửa sổ cài đặt, chúng ta chọn nét, tích vào dấu ARI, chọn nét, nét để cài mặc định. Chương trình sẽ bắt đầu nâng cấp, quá trình nâng cấp sẽ mất khoảng từ 10 tới 20 phút tùy theo máy. Và trong quá trình nâng cấp, chúng ta không được làm bất cứ công việc nào khác như là chơi game hay lướt web. Quá trình nâng cấp kết thúc khi bạn nhấn Finish để khởi động lại máy. Khi khởi động lại thì Windows XP sẽ hỏi bạn là có bật chức năng tự động cập nhật hay không. Bạn nên chọn là Not Right Now và nhấn Next. Bây giờ chúng ta bắt đầu kiểm tra lại hệ điều hành. Như các bạn đã thấy, Windows đã được nâng cấp lên thành Windows XP Server Bắc 3. Giờ chúng ta khởi động lại cái phần mềm dự toán City với cái biểu tượng icon trên màn hình desktop. Đây là giao diện của phần mềm. Chúng ta có thể sử dụng được phần mềm thật đơn giản phải không nào? Chúc các bạn thành công. Xin hẹn gặp lại các bạn vào các video hướng dẫn tiếp theo của chúng tôi.